Nusra treo giải 3 triệu euro cho người bắt được Tổng thống Syria. Người đứng đầu mặt trận Nusra, một chi nhánh của Al-Qaeda ngày thứ Hai 12 tháng 10, lên tiếng thúc giục leo thang tấn công căn cứ địa của giáo phái thiểu số Alawite của Tổng thống Bashar al-Assad để trả đũa hành động oanh kết bừa bãi của người Nga đã giết hại người Hồi giáo Sunni. Thông điệp của lãnh tụ mặt trận Nusra Abu Mohammed al-Golani được tung lên Internet nói rằng sự can thiệp của quân đội Nga từ tuần qua chỉ nhằm mục đích duy trì quyền lực mong manh của ông Assad, cũng như sự yểm trợ của Iran và quân đội Hezbollah trước đó. Mặt trận ra là tổ chức cực đoan của người Hồi giáo Sunni, một trong những lực lượng mạnh nhất trong cuộc chiến chống chính phủ Syria. Trong khi đó, quân nổi dậy Syria cho rằng các đợt oanh kích của người Nga đã giết chết hàng chục thường dân và chỉ nhắm các địa điểm đóng quân của các tổ chức nổi dậy như Chais al-Fatah, và các lữ đoàn quân nổi dậy đã chiếm được một số vùng mà phiến quân nhà nước Hồi giáo đã bỏ chạy. Golani cho biết đã treo giải 3 triệu euro cho người bắt được ông Assad và 2 triệu euro cho người bắt được thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và kêu gọi tham gia thánh chiến chống Nga để trả thù cho người dân bị người Nga sát hại tại Syria.